Nếu như các bác nào đang tham khảo về những cái mẫu sofa góc thì hiện tại ở đây em đã có một bộ sofa các bác nhớ, với cái phong cách mang theo lối hiện đại, mang theo lối hiện đại và đơn giản, về những cái lối sống giản dị và hài hòa của tất cả bác khách. Nếu như mà các bác nào đang thích cái mẫu mã sản phẩm này, thật sự ra là để mà sở hữu được một bộ sản phẩm này thì nên lựa chọn kỹ càng về những cái chất liệu gỗ và cũng như là về cái độ dày mỏng của bộ sản phẩm này các bác ạ. Và bộ sản phẩm này thì em đang được làm theo một kích thước hàng đặt cũng như là làm theo một sản phẩm hàng đặt của một bác khách các bác ạ. Đấy, làm theo một sản phẩm hàng đặt của bác ở Ninh Bình. Bác có tên là bác Nguyên các bác nhá. Đó, đang bác ở Ninh Bình, nhưng mà bộ này thì thật sự ra với cái giá thành rất chỉ là mềm cải chuyện mình luôn. Và hàng thì bên cơ sở em đã được là chọn gỗ, chọn vân cũng như là đảm bảo với tất cả chuyện mình luôn, là hàng không tâm, không mắt, không rác. Và hàng thì đã được làm hoàn thiện tinh kỹ tỉ mỉ. Hiện tại ở đây thì đang là mộc thô thôi. Đang là mộc thô thôi, nhưng mà nhìn những cái đường vân cũng như là nhìn những cái sản phẩm ở bên cơ sở em làm hàng mộc, nó đã đẹp từ hàng mộc rồi, chưa đến kể đến hoàn thiện. Hoàn thiện nó lại còn đẳng cấp nhất các bác nhớ. Đấy, nên là những cái mẫu mã sản phẩm này bên cơ sở em đang được lựa chọn rất chi là nhiều về những cái mẫu mã sản phẩm này các bác ạ. Thật sự ra bộ này thì em đang có sẵn này. Đấy, thật sự ra bộ sản phẩm này thì em đang làm với cái thông số kích thước là chiều dài này. Chiều dài của chiếc đoạn này thì đang là 2m8 các bác nhớ. Chiều dài thì đang là 2m8 nhân với 2m1. Có 2m1 đây là một chiếc đoạn dài, cái băng dài góc đấy các bác ạ. Đấy, băng dài góc đấy các bác. Về những cái sản phẩm này thật sự ra đã được hoàn thiện theo cái lối hiện đại và rất chi là đẹp này. Đấy, từng cái sản phẩm, từng đường vân một, từng cái đường vân một rất chi là đẹp để nhà mình có thể sở hữu một bộ sản phẩm này các bác ạ. Và từng đường vân này, em bộ sản phẩm này em đã được chọn gỗ, chọn vân này, tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân này. Vân nó cứ gọi là như mây, như sóng, như lưỡi các bác ạ. Đảm bảo cho tất cả trẻ mình luôn. Và cái ghế băng ngắn này thì sẽ được làm là thêm là một chiếc ngăn kéo để nhà mình có thể đựng những cái vật dụng các bác nhá. Ngăn kéo thì em đang làm là ngăn kéo kiểu hiện đại luôn. Nó rất chi là đẹp các bác ạ. Và từng đường led này đấy đã được hoàn thiện lên này. Đó, đã được hoàn thiện lên rất chi là đẹp và dày nhá, dày dặn các bác nhá. Dày dặn các bác, đảm bảo với tất cả chị luôn là hàng dày dặn để nhà mình có thể đựng như là chè này, khay trà này hay là những hộp thuốc để có ngồi tiếp khách các bác nhá. Rất chi là đẹp để về những mẫu sản phẩm này. Và tiếp theo đó thì em sẽ đảo qua một chiếc bàn. Một chiếc bàn này thì bên cơ sở em đang được làm là bàn dài 1m47 nhân với 75 các bác nhá. 1m47 nhân với 75. Và bàn em đang để chôn để nguyên vân gỗ để cho tất cả anh chị mình cùng xem những bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này thì sẽ làm có 2 chiếc đôn thì sẽ là 40. Tổng quan bộ sản phẩm này thì em đang làm gồm có 5 món các bác nhá. Các bác nào thấy cái video này của em hay, ý nghĩa thì dành tặng cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ bên cơ sở em các bác nhá. Và từng sản phẩm bên cơ sở đã được thổi hồn lên, cũng như là những cái mẫu mã sản phẩm là chân này. Chân này thì sẽ là chân này thì bên cơ sở em làm theo cái dáng hiện đại luôn. Đó, và đã được bo cong uốn cạnh này, từng cái cạnh làm sao cho cái bộ sản phẩm này đẹp nhất và đẳng cấp nhất các bạn ạ. Đó, và cả đằng sau, mặt trước và mặt sau này đẹp như nhau luôn các bạn. Mặt trước và mặt sau như nhau luôn. Đấy, nhà mình có thể sở hữu luôn này. Đó, rất chi là đẹp. Và tổng quan bộ này thì em đang bán với cái mức giá chỉ có là 35.800.000 thôi. 35.800.000 để nhà mình có thể sở hữu bộ sản phẩm này. Thì các bác hãy yên tâm và sử dụng tất cả những mẫu mã sản phẩm bên cơ sở em. Bên cơ sở em thì có hỗ trợ trả góp là 0%, hỗ trợ tư vấn tại nhà các bác nhá. Bộ sản phẩm này em chỉ bán với mức giá là 35.800.000 để nhà mình có thể sở hữu và lựa chọn nên căn phòng khách nhà chúng ta. Cái video này của em nếu mà hay, ý nghĩa thì các bác dành tặng cho em một nút like, một đăng ký kênh các bác nhá. Bên cơ sở em có hỗ trợ tư vấn tại nhà, hỗ trợ trả góp là 0%, hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày. Cái video của em sẽ được kết thúc tại đây và xin chào và hẹn gặp tất cả các bác trong các video lần sau. Xin chào.